Thưa quý vị, sau thành công của lễ hội du lịch Good Đà Nẵng 2022 với tầm điểm giải đấu BRG Open Good Championship Đà Nẵng 2022 đã mở ra một xu hướng mới cho ngành du lịch thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, mang đến cho ngành du lịch Đà Nẵng những con số phát triển ấn tượng, qua đó khẳng định vị thế du lịch Good Đà Nẵng. Lễ hội du lịch Good Đà Nẵng 2022 với tầm điểm BRG Open Good Championship Đà Nẵng 2022 đã thu hút 115 vận động viên trong nước và quốc tế. Tổng giá trị giải thưởng đã trao lên đến 75.000 đô la Mỹ. Giải đấu BRG Open Good Championship Đà Nẵng 2022 cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Bên cạnh đó, thu hút hơn 4.000 lượt người xem trực tiếp tại sân đấu BRG Đà Nẵng Cốt and Resort và 133.000 người xem truyền hình trực tiếp. Theo thông tin của Liên minh Sân Cốt Miền Trung, tính đến tháng 5 năm 2023, 7 Sân Cốt Miền Trung đã phục vụ ước đạt 171.111,5 vòng gót. Trong đó, sân BRG Đà Nẵng Cốt and Resort dẫn đầu thị trường với tỷ trọng 27,32%, tăng 167% so với cùng kỳ năm 2022. Lễ hội cũng góp phần phục hồi ngành du lịch Đà Nẵng, đặc biệt là thu hút khách từ thị trường quốc tế. Rasma Premier Resort Đà Nẵng, đơn vị lưu trú du lịch chuyên đón và phục vụ khách du lịch Good, cho biết sau lễ hội du lịch Good Đà Nẵng 2022, trong năm 2023, lượng khách Good lưu trú tại khách sạn gia tăng rõ rệt, đặc biệt là những du khách quốc tế có quốc tịch ngoài châu Á. Khách Good lưu trú tại Đà Nẵng có thời hạn lưu trú sẽ từ tối thiểu là 3 đêm, 4 đêm hoặc 5 đêm. Thì người ta có nhu cầu ít nhất là sẽ đánh ít nhất là 3 round. Thì do cái thời gian như vậy cho nên người ta sẽ lưu trú tại khách sạn dài hơn. Và sau cái thời gian cả ngày đi đánh Good thì khách cũng có nhu cầu là được sử dụng bữa tối ngon miệng cũng như là dịch vụ đi kèm phục vụ, ví dụ như dịch vụ spa để giúp thư giãn sau một ngày chơi golf. Việc phát triển du lịch Good không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh du lịch mà còn thu hút được đối tượng khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, kích thích phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, sau lễ hội du lịch Good Đà Nẵng 2022, thành phố đã và đang ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về lượng khách lưu trú đến tham quan du lịch Đà Nẵng kết hợp đến Good, đặc biệt là tại cơ sở lưu trú 4 đến 5 sao. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã thu hút được rất là nhiều các cái sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm du lịch MICE. Khi các cái tập đoàn, các tổng công ty tới tổ chức các cái sự kiện tại thành phố Đà Nẵng thì cũng có các cái hoạt động giao lưu về Good. Có thể nói Good là chất xúc tác rất là tốt cho cái việc thu hút và phát triển cái loại hình du lịch MICE trên địa bàn thành phố. Một trong những cái loại hình mà thành phố của chúng ta rất là có tiềm năng. Tiếp nối thành công của lễ hội năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức lễ hội du lịch Good Đà Nẵng và giải BRG Open Good Championship Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Apex, Sun Good Đà Nẵng Good Resort, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort and Convention Center với rất nhiều sự đổi mới đa dạng và hấp dẫn hơn. Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần phát triển du lịch Good, thu hút đông đảo du khách Good đến với Đà Nẵng, qua đó tăng trưởng doanh thu cho du lịch thành phố.